Hello, hello, xin chào tất cả em đến channel tôi nha, ok. Thì hôm nay tôi tiếp tục làm review về tựa game Whitmer Quỷ Vương Săn Thú cho anh em. Thì hôm nay tôi sẽ đi giết boss hải cẩu anh em ạ, boss hải cẩu. Đấy, con hải cẩu chắc là tất cả anh em đều biết rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ thử vào xem nâng cấp được trang bị của mình lên không nha. Để tôi xem có thể trang bị nâng cấp được lên được không. Cái gậy này hôm nọ bán bằng cửa hàng này 1.100 à? Cánh 1.100 cơ. Đắt thế. Tôi xem áo nào. À đây mũ quên. Cái này 1.900 cơ. Tôi mua kia hôm qua là vào mấy trăm ấy. Có lẽ là không được rồi. Ba nghìn mấy cơ. Giết boss hải cẩu thì nên dùng con gì nhỉ? Để tôi xem. Rùa đá này. Dùng con gì nhỉ? Ok. Thì tôi đã có sự lựa chọn của mình. Đấy là tôi sẽ dùng con rết này. Và dùng bao nhiêu con. Thì bây giờ tôi sẽ mua tầm khoảng 5 con thôi. Tôi mua 5 con rết này để đi săn. Thì con rết này rất là trâu bò luôn. Thực sự nó rất trâu bò. Nhưng mà không biết là đi xa đến săn hải cẩu thì không biết là nó thọ được không. Và có giết được không. Nhưng mà tôi sẽ vẫn trải nghiệm thử thách này nha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 con rồi. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ đi săn này. Không biết là có được không anh em ạ. Nhưng mà chưa thử sao biết được. Chung là mình giờ cũng trâu bò phết rồi em ạ. Rất là trâu bò rồi. Nào đi nào. Đấy, nhìn con rết trông rất là hùng vĩ luôn, rất là to. Nhìn con rết này như kiểu con giun, con sâu ấy. Không phải là con rết nữa rồi, nhìn trông ý kiểu như con sâu ấy. Đâu nhờ? 1, 2. Hình như ở đây. Sao nào? Kiều này. Ong này. Hải cẩu đây. Ở đây chứ. Má sao mở nó khó khăn thế nhở. Mở sao dài thế nhở. Kiều này. Kiều này. Ong này. Chỗ này chắc hải cẩu. Đúng rồi, chỗ này chắc hải cẩu. Nhưng mà sao đi khá xa. Tôi sẽ phải đi khá xa. Thì thôi không sao. Vì anh em tôi sẽ đi một đoạn đường xa để săn nó. Yes. Nào. Let's go. Let's go. Đi đường xa này mỏi chân vãi lìn ra. Tôi ghét phải đi xa này lắm. Mình đi du hành nó quen rồi. Bay nó quen rồi. Giờ đi kiểu đường tăng tạng đi thỉnh kinh này khó chịu vãi lìn ra. Ức chế. Mình bây giờ nhìn trông rất nhỏ bé so với các con vật khác. Quá là nhỏ bé luôn. Nào 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 xuống xem là gì nào. Tránh ra đi em ơi.
Lượn em ơi, ở đây làm béo gì? Bố mày xào hoa mướp giờ này. Cần ong này à? Ong này mình săn rồi, mình không săn nữa. Kim cương. Thôi được, kiếm vài viên kim cương nha bạn. Kiếm vài viên kim cương, 5 kim cương. Thôi, mình sẽ ra này. Xem nào. Bột uổi đi khá xa rồi. Đợi nhìn lại. Rồi, mình phải căn chuẩn bản đồ mình đi, không là mất, không là mình đi nó mất oan thời gian để đi đến những cái khu đấy. Mình đi vòng vòng rất mất mất rất nhiều thời gian của anh em. Mình làm video dài dòng thì mình cũng không thích. Anh trai em cũng chẳng ai thích rồi, bởi vì xem video quá dài sẽ rất là nhàm chán. Rất là nhàm chán luôn. Khó chịu, ức chế. Mà cái chủ đề nó cũng vẫn là một chủ đề đấy thôi. Cái lòng vòng giết vài con quái đi một quãng đường khá là xa, rất mất nhiều thời gian. Mình làm mà video mà dài quá mình cũng cảm thấy khó chịu lắm, mình không thích tí nào. Nếu mà video dài mà nó thuộc thể loại gọi là phong, cái đề tài của nó phong phú một tí thì là đỡ nhàm. Rồi. Sắp tới sẽ ra vài cái game online, hình kiểu Võ Lâm Truyền Kỳ hay là game Võ Lâm Phục Sinh như sao ấy. Ở Võ Lâm Phục Sinh, à Giang Hồ Phục Sinh. Thì kiểu như một là Võ Lâm nó kiểu là đồ họa của năm 2000 PC ấy, nó tái hiện trên nền tảng điện thoại Android nha anh em. Android, iOS thì cũng có. Rất là hay luôn. Thì mình sẽ làm về hai cái game đấy cho anh em trải nghiệm. Hình như là hôm nay nó ra hay sao ấy. Hình như là hôm nay nó ra. Để lát tôi sẽ vào kia và xem nó đã ra chưa. Nếu ra rồi tôi sẽ tải về và trải nghiệm cho anh em luôn. Thì một ngày tôi sẽ đăng video tầm khoảng 4 đến 5 video cho anh em. Hoặc là 3 video thôi. Nói chung là tùy thời gian mà tôi có thể ấy được. Chung là video tôi đăng cho anh, tôi đăng lên YouTube cho anh em xem nhiều nhất chỉ là 5 video thôi. Nếu mà thừa ra thì chắc cũng chả có thời gian để tôi thừa ra đâu. Tại vì nói chung là ai bây giờ cũng có công việc cả mà. Đấy thì tôi làm video này để cho anh em giải trí thì không thể là ở nhà ăn với cả chơi để làm video cho anh em được. Đấy em thông cảm nha. Thì anh em nào chưa đăng ký kênh của tôi thì nhớ đăng ký kênh để có thể giúp tôi đạt được 1.000 sub nha. Đấy, tôi cảm ơn anh em rất là nhiều. Vào luôn đi. Ok, boss hải cẩu đây em ạ. Đây, 5 con giết của tôi giết boss hải cẩu. Xem sẽ ra làm sao. À là cũng đơn giản đấy. Ok, tôi đã giết được nó anh em ạ. Tôi đã giết được nó rồi. 5 kim cương của tôi đó anh em ạ. Đấy, rồi ok nhá. Rồi. Đấy, đợi nòng vòng quanh động một tí cho nó mát mẻ. Ok, thì video của tôi có lẽ đến đây kết thúc rồi anh em ạ. Hẹn anh em ở những video tiếp theo của tôi nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh của tôi thì nhớ đăng ký kênh này, like và chia sẻ để ủng hộ tôi nha. Đấy, bye bye anh em.